bỏ gần 31 triệu mua iPhone 12 Pro Max online, cô gái đắng lòng nhận về mô hình nhựa. Một nạn nhân bất đắc dĩ do mua hàng online đã lên tiếng chia sẻ câu chuyện của mình và nhờ sự giúp đỡ của dân mạng. Theo đó, cô bạn An An bỏ ra gần 31 triệu đồng để mua điện thoại iPhone 12 Pro Max qua một sàn thương mại điện tử. Hí hửng nhận hàng nhưng tới khi inbox thì cô nhận ngay cú lừa, đó chính là mô hình nhựa của iPhone 12 Pro Max mà thôi. Theo lời chia sẻ, đây là lần đầu tiên mua hàng kiểu này nên An không biết check gì. Vì tin tưởng mình đã chọn đúng shop uy tín lại cần hàng gấp nên khi nhận về thấy hàng còn nguyên siêu, An An cũng không nghĩ nhiều mà khui ngay. Thế nhưng không may cho An An khi thứ cô cầm trên tay chỉ là một chiếc máy nhựa không hơn không kém. Mình đã liên hệ bên sàn và họ bảo trả hàng, nhưng mình bất cẩn nên không quay lúc in bắt hộp, chỉ quay lúc bút siêu. Cho mình hỏi mình có nên gửi hàng lại không, lỡ họ không chấp nhận thì mình mất trắng. Số tiền cũng không nhỏ với mình, mong mọi người cho mình lời khuyên cô gái cầu cứu dân tình. Ngay sau khi được đăng tải, bài đăng của An An đã nhận được nhiều sự quan tâm lớn của dân mạng và gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người biết được sự cố cô gái trẻ này gặp phải đã nhanh chóng tư vấn các cách khác nhau với hy vọng sẽ hỗ trợ được An An tìm được hướng giải quyết. Nhưng cũng có không ít nghi vấn đặt ra An An chỉ đang câu like vì hiếm ai có thể bỏ ra số tiền lớn tới vậy để mua một thứ đồ qua mạng. Số khác đánh giá việc An An mua điện thoại cả chục triệu qua mạng là quá liều lĩnh và tiềm ẩn rủi ro, thế nên có bị lừa hay thế nào thì cũng là lỗi của cô nàng. Trả lời pháp luật và bạn đọc, An An cho biết đến hiện tại, trường hợp của cô nàng vẫn chưa được giải quyết. An An đã thực hiện đúng như hướng dẫn bên sàn thương mại điện tử là bấm trả hàng, nhưng liệu tiền có được hoàn hay không thì chưa rõ. Số tiền gần 31 triệu này là tiền An An vất vả kiếm và tích góp bấy lâu, nên nếu bị mất thì thực sự rất xót xa. Cô gái 19 tuổi cho biết mình có thói quen mua hàng trên mạng, nhất là ở sàn thương mại này nên tin tưởng tuyệt đối. An An cũng tham khảo các cửa hàng bên ngoài nhưng không còn hoặc chưa về, lại đúng lúc cần điện thoại gấp nên mới quyết định đặt online. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.